nhảy nhảy một tí là chán sẽ xúc luôn, nhưng mà đéo còn cái nước gì nữa xúc. Lại cầm xuống dưới rồi. Mới lại lên. Này mà phải mồi A8 dưới đít này. Xin chuẩn bị. Thôi về thôi, dính rồi. Vâng, anh về nhá. Qua vừa lên đây đánh hai con xòe lên này. Chơi còn cũng còn mấy con và mấy con không bắt được chúng bắt chưa có không gì. Kéo thế như thế này vẫn còn chưa kéo kiểu gì chứ, địt tổ mày, mày địt mẹ mày bố đời mẹ mày treo chỗ nào đẹp hết mẹ ai mày đã chết chưa. Mẹ mày không chết thì đập lồng. Hình như con Bách Thanh ở trên thì sao, mẹ mày treo từ nãy giờ mày đã được pha nào nó đậu săn lồng chưa, con gì gần lồng chưa, sâu theo từ lúc nãy giờ mà chưa bám lồng vào nào lắm chuyện. Sút nào tôi tưởng phải cắm xuống rồi. Nhảy. Đứng đấy nhảy sang được không? Được. Bẫy toàn vào khu của lang cao thủ. Bông ở trên ngọn. Cái gì?